Thổi sáo đuổi chuột. Người thổi sáo thành Hamelin. Xưa kia có một thị trấn tự quản, đứng đầu là thị trưởng, có tên gọi là Hamelin, nơi dân chúng tập trung sinh sống. Tuy nhiên, ý thức giữ vệ sinh môi trường của họ ngày một kém. Một ngày, tai họa ập đến thành phố khi lũ chuột hoành hành với số lượng gia tăng khủng khiếp. Chỉ trong một thời gian ngắn, thị trấn đã bị xâm chiếm bởi một đoàn quân chuột đen ngòm. Trời ơi, bọn chuột đông quá, thật kinh khủng. Trời ơi, bọn chuột quái vật. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, cả kho thóc dự trữ của thị trấn đã bị bọn chuột chén sạch. Trời ơi, chúng không phải là chuột nữa. Bọn chúng là yêu quái, tấn công cả con người. Ngài thị trưởng, ngài cần nghĩ cách diệt lũ chuột ma quái. Chúng tôi cần bọn chuột biến mất khỏi thành phố. Nếu ông không làm nổi thì mau từ chức đi. Vấn đề không phải là bọn dân chúng, mà cứ đà này lũ chuột sẽ nhào vào phá tòa thị chính của ta mất. Thưa thị trưởng, tạm thời lũ chuột chỉ trừ một thứ không cắn phá là sắt thôi ạ. Tòa thị chính của mình có cửa sắt quay kín mít bên ngoài, khỏi lo. Cứ ở yên trong tòa nhà này để mà chết cả nút hả? Có lẽ chúng ta cần một đội quân mèo. Làm gì còn con mèo nào nữa mà đội quân? Bọn chuột này nó nhai cả mèo rồi. Vậy chúng ta sẽ bẫy chúng bằng thức ăn tẩm thuốc độc. Thuốc độc cũng không thể địch lại được số lượng khổng lồ chuột ấy. Tôi có thể quét sạch lũ chuột. Làm sao ngươi có thể đột nhập vào đây hả? Tôi có thể chu du khắp thế gian này, không cần đi qua cửa nào hết. Ông vừa nói đến việc diệt sạch chuột, không khoa trương đấy chứ. Tôi vừa giúp một vài nơi khác trên hành tinh thoát khỏi nạn bọ và dơi. Chỉ với 10.000 franc, tôi sẽ giúp các ngài quét sạch lũ chuột. Thực hư thì chính các ngài sẽ rõ thôi mà. Khá lắm, ta sẽ trả anh hẳn 100.000 franc nếu anh thành công. Ngay sớm ngày mai, sẽ không còn một bóng chuột ở Hamelin này nữa. Nghe tiếng sáo réo rắt từ người đàn ông lạ, lũ chuột nhào ra từ các nơi, bám riết theo tiếng sáo mê hoặc. Bầy chuột khổng lồ cứ thế mụ mị bởi tiếng sáo. Không cần biết phía trước là dòng sông nước xiết, dòng nước ào ạt nhấn chìm tất cả chúng. Không còn một bóng chuột nào nữa. Ngài thị trưởng muôn năm. Thị trưởng vui sướng vô cùng khi vừa diệt được lũ chuột mà không phải động chân tay, lại vừa được tiếng tăm vang lừng. Tôi cần 100.000 franc như giao ước hôm qua. Ngươi đùa chắc, giá đó cho việc đuổi mấy con chuột hả? Các ngài thật tráo trở. Thôi được, nếu không trả cái giá kia thì ít nhất cũng phải trả tôi 10.000 franc như tôi nói ban đầu. Hãy biết điều mà nhận 50 franc này đi. Nếu không, anh sẽ chẳng nhận được một cách nào hết, còn bị tống giam đấy. Rồi các người sẽ phải ân hận vì không giữ lời. Ta không sợ ma, cũng chẳng sợ quỷ. Chỉ biết ta vừa giữ lại túi mình một số tiền đầy túi. Ngay trong đêm, người thổi sáo cất lên giai điệu mê hoặc. Người lớn vẫn ngủ ngon lành. Chỉ có bọn trẻ mới nghe thấy và vội vàng lao theo tiếng sáo đầy dẫn dụ. Người dân nhau đi tìm, nhưng trong nhiều ngày liền không thấy bóng dáng một đứa trẻ. Xin hãy trả về những đứa trẻ vô tội, vắng bóng trẻ thơ. Hình phạt này với chúng tôi còn đau đớn hơn cái chết. Những đứa trẻ cần môi trường trong sạch, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, để lớn lên. Chúng không thể sống trong sự bẩn thỉu và sự dối trá. Các con yêu quý, đúng là các con đã trở về rồi. Chúng tôi đã thấu sự trừng phạt này rồi. Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ dọn dẹp thị trấn. Từ nay về sau, Hamelin sẽ không một cọng rác và một người nói dối. Từ đó,
Hamelin trở thành thị trấn sạch sẽ, văn minh, tràn ngập tiếng cười trẻ con. Và đúng như lời hứa của ngài thị trưởng, sự dối trá, lật lọng không bao giờ có trong từ điển của họ đến mãi về sau. Viên ngọc cuối cùng. Ngày xưa, có một nhà giàu nọ sống rất hạnh phúc. Và ngày hạnh phúc nhất là ngày người mẹ hạ sinh đứa con thừa kế của gia đình. Chào ôi, cậu bé mới đáng yêu làm sao. Nhà ta thật có phúc lành. Chúng ta hãy ra ngoài cho mẹ và bé được nghỉ ngơi. Cậu bé thừa kế của gia đình ra đời rồi. Chồng bé mới đáng yêu làm sao. Sắp đến rồi, họ sắp đến rồi. Nhưng nàng tiên đỡ đầu sẽ đến và ban cho con những món quà tuyệt đẹp từ những phước lành của trời đất. Xin chào các nàng tiên đỡ đầu. Xin chào thần hộ mệnh của gia đình. Cậu bé của chúng ta chào đời rồi phải không? Chúng tôi sẽ ban cho em những món quà là những viên ngọc đẹp nhất. Ta ban cho em viên ngọc sức khỏe. Lớn lên, em sẽ là một chàng trai khỏe mạnh, có thể đi khắp bốn phương trời. Ta ban cho em viên ngọc giàu có, em sẽ luôn ấm no và đủ đầy. Còn ta ban cho em hạnh phúc, em sẽ luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Ta ban cho em tình yêu, em sẽ biết yêu thương và được yêu thương bởi tất cả mọi người và vạn vật trên trái đất này. Tạm biệt cậu bé. Tạm biệt ông, thần hộ mệnh của gia đình. Tạm biệt, cảm ơn các nàng tiên tốt bụng. Thế là tất cả các viên ngọc đã được mang đến cho cậu bé thừa kế của gia đình rồi. Không đâu, còn một nàng tiên chưa mang quà đến. Ai đấy? Ai đang nói thế? Cháu đây, cháu là thần hộ mệnh của cậu bé. Ra là cậu đấy à, cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Dạ, vẫn còn một nàng tiên chưa mang quà đến. 1, 2, 3, 4, chỉ mới có 4 nàng tiên mang quà đến. Còn thiếu một nàng tiên nữa, còn thiếu một món quà, một viên ngọc cuối cùng nữa. Đừng lo, một ngày nào đó nàng tiên cuối cùng ấy sẽ tới cùng với viên ngọc của mình. Một ngày nào đó là ngày nào? Cháu không thể yên tâm khi mà cậu bé của cháu vẫn còn thiếu viên ngọc cuối cùng. Cháu phải đi tìm nàng tiên có viên ngọc ấy ngay. Nhà cô ấy ở nơi nào nhỉ? Bác cho cháu biết để cháu đi tìm ngay viên ngọc ấy. Cô ấy không ở hẳn một nơi. Khi thì cô ấy ở lâu đài của nhà vua, khi thì ở nhà người nông dân nghèo khổ. Với ai cô cũng cho quà, đôi khi là những món quà to, đôi khi chỉ là một thứ đồ chơi. Có khi nào cô ấy bận quá mà quên cậu bé của chúng ta rồi không? Cháu phải đi tìm cô ấy nhanh thôi. Thôi được rồi, chúng ta cùng đi tìm cô ấy nào. Thế là hai vị thần hộ mệnh, một già, một trẻ cùng nhau bay đi tìm nàng tiên. Đến rồi, nàng tiên ấy đang ở trong nhà này. Ta vừa nghe thấy tiếng của cô ấy. Thế thì vào nhanh thôi bác. Một người mẹ nhân hậu vừa ra đi. Chẳng có nàng tiên nào ở đây cả. Có khi bác nghe nhầm rồi. Chúng ta hãy mau đi nơi khác để tìm nàng tiên còn lại đi. Cô ấy đang đến. Hãy kiên nhẫn chờ cô ấy. Cháu hãy nhìn giọt nước mắt của người chồng khóc thương cho vợ mình. Từ giờ anh ấy sẽ không bao giờ còn được nắm bàn tay thân yêu của vợ mình nữa. Thật là buồn biết bao. Cháu hãy nhìn giọt nước mắt đau thương của người con trai. Sẽ không bao giờ cậu ấy còn được mẹ an ủi vỗ về nữa rồi. Người con gái này sẽ không bao giờ được mẹ dạy dỗ và yêu thương nữa phải không bác? Đúng thế, đó là sự mất mát vô cùng lớn lao. Thôi, bác nhìn kìa, một nàng tiên. Đúng thế, người mẹ nhân từ đã trở thành một nàng tiên. Nàng tiên của nỗi buồn. Cháu nhìn xem, nàng tiên cuối cùng đã xuất hiện ở nơi đau thương này. Vào thời khắc thiêng liêng này, người mẹ là nàng tiên được ban phúc của gia đình. Bà là ánh nắng trong nhà, bà gieo niềm vui, sự hài hòa và tấm lòng của bà thấm nhuần tất cả mọi thứ.
Đây là viên ngọc của nỗi buồn, ta trao cho cậu bé của gia đình cậu. Viên ngọc này chỉ xuất hiện từ nỗi buồn lớn nhất khi chúng ta phải chia xa những người thân yêu mãi mãi. Thưa bà, cậu bé của cháu có thể không nhận viên ngọc này được không ạ? Cháu chỉ muốn cậu bé luôn vui vẻ, hạnh phúc mà thôi. Cháu không muốn cậu bé phải buồn bã, đau khổ đâu. Cháu biết không, cuộc sống của con người đâu chỉ có vui vẻ và hạnh phúc. Có nỗi buồn này, cậu bé mới biết trân trọng những điều hạnh phúc mà cậu đang có. Cháu có hiểu không? Cháu hiểu rồi, thưa bà. Cảm ơn nàng tiên cuối cùng. Cảm ơn người mẹ nhân hậu. Cháu có nhìn thấy ánh cầu vồng nối liền trời đất không? Khi một người ra đi thì một sinh linh sẽ chào đời. Nỗi buồn đến từ mất mát của người này lại mang đến hy vọng cho người khác. Hai ngôi sao. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có hai chị em nghèo sống chung với một người mẹ mù lòa. Họ vô cùng siêng năng, vừa làm lụng vừa chăm sóc mẹ già, nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Ngôi làng đó thuộc quyền cai quản của gã điền chủ tham lam, độc ác, chỉ biết vơ vét tài sản, mặc cho dân chúng đói khổ. Năm đó, hạn hán kéo dài trên cả vùng, gia đình họ đã không còn gì để ăn. Hạn hán kéo dài, làm lúa chết hết, tiền đã phải trả thuế đất hết rồi. Mùa đông năm nay, chúng ta biết sống ra sao đây? Chị đừng lo quá, chị em mình lên núi đào củ ăn cho đỡ, may ra chống chọi được qua mùa đông. Ừ, em nói phải, chúng ta đi thôi, phải tranh thủ trước khi tuyết rơi. Hai chị em cùng nhau lên núi đào củ, nhưng trên núi chỉ toàn sỏi đá. Họ lần mò dưới từng hòn đá, từng khe rãnh mà không thu được gì. Phải làm sao bây giờ? Không tìm được gì để ăn hết. Chúng ta thì còn nhịn được, nhưng còn mẹ thì sao? Các con đừng buồn, ta là vị thần cai quản ngọn núi này, ta sẽ giúp các con thoát khỏi cơn đói. Xin thần núi hãy giúp cho chúng con với. Các con hãy nhắm hướng ngọn núi cao nhất mà đi. Sau 3 lần mặt trời mọc và lặn sẽ tới nơi. Đó là ngọn núi Pha Lê, nơi cất giữ kho báu. Chiếc cửa kho báu được khóa 2 vòng, phải dùng 2 chìa khóa mới mở được. Các con chỉ được lấy những đồng vàng, chứ không được đụng đến châu báu khác. Và nhớ, không được cho người khác đến kho báu này. Nếu không, cả làng sẽ gặp tai họa. Chúng con xin ghi nhớ lời thần dạy bảo. Ngày hôm sau, hai chị em nhờ một người hàng xóm chăm sóc mẹ già. Còn họ thì lên đường đến ngọn núi Pha Lê. Đường đi vô cùng gian nan, hiểm trở. Cánh cửa kia rồi. Đến lượt em. Đúng là kho báu thật rồi. Nhớ lời vị thần dặn dò, hai chị em chỉ nhặt những đồng vàng lẻ trên sàn mà không đá động gì đến những châu báu khác. Họ mang số vàng về trả nợ cho gã điền chủ, rồi đổi lấy lương thực và thật nhiều vải vóc. Rồi họ phân phát hết cho những người hàng xóm nghèo khổ. Nhưng việc làm của họ không thoát khỏi ánh mắt soi mói của thuộc hạ gã điền chủ tham lam. Sau khi được tay sai báo lại, gã điền chủ tức tốc dẫn tay sai tới nhà hai chị em để gây sự.
vẫn còn mẹ già và em gái đấy. Họ đã trốn thoát hết rồi, ngươi đừng hòng tìm được bọn họ nữa. Nếu thế, ta sẽ cho người chết ngay tại đây. Dừng tay, chìa khóa cần đang ở đây, hãy tới mà lấy. Sao em lại tới đây? Mau chạy đi. Hết đường thoát rồi nha. Muốn chìa khóa chứ gì, nhảy xuống vực mà lấy. Không, người sẽ phải xuống đó tìm chìa cho tao. Không được hại em gái của tôi. Chúng mày phải chết. Ôi, chết một mình đâu. Con rất dũng cảm và có tấm lòng nhân nghĩa, chúng có hy sinh tính mạng cũng quyết giữ lời hứa, không để chìa khóa rơi vào tay kẻ ác. Tấm lòng của hai con tỏa sáng như những ngôi sao trên bầu trời vậy. Sau đó, hai chị em vui vẻ trở về nhà báo tin mình. Họ sống hạnh phúc vui vẻ tới cuối đời. Khi mất đi, họ hóa thành hai vì sao và bay lên trời. Thỏ trắng và Tanuki. Ngày xưa, có một lão nông hiền lành sống cùng với vợ ở dưới chân núi cao. Hai người hàng ngày chỉ bầu bạn với chú thỏ trắng mà trước kia họ đã cứu nó khi bị thương. Họ cưu mang và yêu thương nó như con cái trong nhà. Lần đó, ông lão đang ở ngoài ruộng làm đồng. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, ông định rảo bước về nhà. Ôi, đau quá, đau quá. Có tiếng gì vậy nhỉ? Ôi, đau quá. Thì ra là một con Tanuki, hình như nó bị thương mất rồi. Tội quá. Cứu tôi với, tôi đau quá. Tôi bị thú rừng đuổi nên mới bị thương và lạc tới chỗ này. Cứu tôi với. Được rồi, ta sẽ ban ngươi về. Vợ ta rất khéo tay, bà ấy sẽ chăm sóc cẩn thận cho vết thương của nhà ngươi. Ông lão mang con Tanuki về nhà, chữa trị vết thương và chăm sóc nó giống như là con của mình vậy. Một thời gian sau, chân con Tanuki đã khỏi, nhưng vì thương nó còn yếu ớt nên ông lão vẫn để nó sống tại nhà mình. Còn ở nhà, ông đi lên rừng kiếm củi kẻo đến mùa đông lại không có củi sưởi ấm. Chân con vẫn còn nhức, đi lại nhớ cẩn thận nha. Bà và thỏ trắng vừa xuống chợ, chắc lát sẽ về thôi. Vâng, con nhớ rồi thưa ông. Thời cơ đã đến rồi, mấy ngày nay chui rút trong một túp lều này chán chết, mình phải trở về rừng thôi. Nhưng trước khi về, phải kiếm lấy ít lương thực tích trữ đã. Mình thật là thông minh, mình cứ giả bộ bị thương nặng mà ở đây, vừa có chốn dung thân, lại được ăn no ngủ kỹ, đêm đến lại được trộm lúa khoai nữa chứ. Đúng là món mình thích mà. Sau khi mình trở về rừng, cổ khoai lúa này có khi ăn dần đến cả tháng, đã phải vất vả đi kiếm ăn. Chuyện gì thế này? Ô ruộng khoai của tôi sao lại thế này? Chẳng lẽ có con thú nào từ rừng vào phá ruộng của chúng ta sao? Wow, chết rồi, hình như ở mình hơi quá tay. Chúng ta phải đan những tấm nan to để chắn bọn thú rừng này. Lúa sắp chín, khoai sắp thu hoạch rồi. Cứ để thế này, e vụ này ta sẽ mất mùa mất. Qua mình lỡ tay quá nên đào nhiều khoai lúa. Hôm nay dừng một buổi nhỉ, kẻo bị phát hiện thì rắc rối lắm. Nhưng mình phải tích trữ đủ lương thực để còn về rừng nữa chứ. Thôi chết. Ôi, may quá. Hả? Con Tanuki kia trốn tránh đi đâu nhỉ? Chẳng lẽ... thì ra chính ngươi là kẻ ăn trộm, phá ruộng của ông bà. Ngươi đúng thật là kẻ ăn cháo đá bát mà. Phải gọi ông dậy bắt tại trận cho nó hết đường chối cãi. Ngon quá, củ này nhỏ thì chén luôn, củ to kia thì để dành. Ta bắt được ngươi rồi nha, tên trộm này. Con xin ông tha cho con. Từ giờ con sẽ không dám ăn trộm của ông nữa. Lời nói của ngươi giờ không đáng tin một chút nào. Theo ta về nhà, ta sẽ cho ngươi thấy kẻ vô ơn không bao giờ có một kết cục tốt đẹp đâu. Cứ để nó ở đây,
tôi ra đắp lại đống đất nó vừa phá, lát tôi về xử lý. Bà nhớ không được thả nó ra đâu đấy. Ừ, tôi biết rồi mà. Ôi, đau quá. Bà ơi, tôi đau quá. Bà có thể nới lỏng dây trói ra giúp tôi một chút được không? Tôi đau thật mà. Bà yên tâm, tôi không làm hại bà đâu. Tôi bị trói chặt thế này rồi còn gì. Được rồi, ta chỉ nới lỏng dây ra cho ngươi một chút thôi nghe chưa. Ôi, ôi trời ơi. Muốn trừng phạt ta bằng cách này ư? Không dễ thế đâu. Anh kia, anh Tanuki, đợi tôi với. Đợi tôi với. Đợi anh, để anh bắt tôi về cho ông bà ấy hả? Tôi không dạy đâu nha. Dừng lại, tôi không bắt anh đâu. Tôi chạy theo anh đấy chứ. Tôi cũng bị ông bà ấy đuổi đi rồi. Hả? Ừ, sao à? Sao anh cũng bị đuổi đi ư? Anh định lừa tôi à? Anh Tanuki ơi, oan cho tôi quá à. Vì giúp anh, tôi đã dúi cho bà lão ấy ngã thêm một cái nữa. Nếu không bà đã gọi ông về bắt anh rồi. Chính vì vậy, họ cầm gậy đuổi tôi đi ra khỏi nhà rồi. Hả? Cái gì? Giúp tôi ư? Đúng vậy, họ nghĩ tôi cùng phe với anh. Giờ tôi không có nhà cửa, không có ai ở cùng. Ở trong khu rừng rộng lớn mênh mông thế này, tôi sợ quá à. Anh có thể cho tôi theo cùng được không? Anh nói thật không? Thật mà. Chúng ta đã từng chơi thân với nhau như thế nào, anh rõ mà. Mà nè, để trả thù họ, tôi nghĩ chúng ta nên đi kiếm một đống củi thật to, sau đó phải đốt cả túp lều của ông bà đi mới hả giận được. Anh nghĩ sao? Nghe cũng được đấy. Vậy được, chúng ta đi thôi. Thế này là đủ rồi nhỉ. Nhưng tôi nhỏ con quá à. Anh phát đống củi này nha. Còn tôi, lát tôi phải giữ sức, sẽ lục tung cái đống ruộng lúa với khoai kia đi cho bỏ tức. Được đấy, không ngờ anh cũng cùng chí hướng với tôi. Biết thế, trước đây tôi rủ anh đi ăn cùng rồi. Giờ tôi vác củi, anh chuẩn bị tinh thần phá ruộng đi. Để tôi phụ anh, phải buộc chặt đống củi này vào người anh, như thế mới không bị rơi anh ạ. Vậy mà nhiều thế. Nặng quá, nặng quá à. Thế thì mới đủ để nấu hết lúa khoai ở ruộng kia chứ. Có tiếng gì hồn màu ấy nhỉ? Tôi đang thu nhặt đầu nghề để phá hết đám lúa kia cho bỏ tức ấy mà. Khá lắm, hợp ý ta đó. Chúng ta cùng phá hết đám ruộng ấy cho ông bà ấy chết đói đi. Đúng là đồ ăn cháo đá bát. Biết thế này trước kia, ông bà để cho ngươi chết giữa đường đi, cứ phải làm gì chứ. Cho ngươi chết này. Có mùi gì ấy nhỉ? Chắc nhà nào đang nướng thịt ấy mà. Nóng quá, nóng quá. Sao củi lại bị cháy thế này? Cứu tôi với. Thỏ ơi, cứu tôi với. Củi cháy rồi, cứu tôi với. Ông bà đã cứu anh, vậy mà anh lại trả ơn ông bà bằng cách phá hoại ruộng lúa ư? Anh tưởng tôi cũng giống anh ư? Anh nhầm rồi, tôi chỉ đang trừng trị anh mà thôi. Nóng quá, con thỏ trắng kia. Ta mà thoát được, ta sẽ giết chết nhà ngươi. Đau quá, rát quá. Đó là kết cục của những kẻ vong ơn bội nghĩa. Đừng bao giờ quay lại đây nữa. Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Kể từ đó, con Tanuki không dám bén mảng lại gần ruộng lúa cũng như nhà ông bà nữa. Một phần vì xấu hổ với ông lão, một phần nó cũng sợ sẽ bị thỏ trắng thông minh kia trừng trị một lần nữa. Và rồi cuộc sống vui vẻ lại trở lại với thỏ trắng và vợ chồng ông lão nhân hậu kia bên những vườn khoai lúa đầy ắp. Lời nói dối. Anh Nam nè, xem ra thành tích của anh cũng khá đấy. Chúng tôi đồng ý nhận anh vào làm phóng viên nhiếp ảnh tại công ty. Cảm ơn ông, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc. Rất tốt, giờ anh hãy thu xếp đồ đạc và quần áo đến đại hội thể thao của công ty chúng ta đang tổ chức tại Lào để chụp hình nha. Tôi phải đi à? Sao, cậu có ý kiến gì à? Không. Tốt, vậy cậu hãy chuẩn bị đi ngay. Vâng ạ. Xui thật, ngày đầu nhận việc đã vất vả rồi. Thank you.
cố lên. Cuối cùng cũng xong việc, mệt quá đi mất. Mấy ngày qua bận rộn đến mức không có nổi một giấc ngủ ngon. Hôm nay xong việc, mình sẽ quyết định ở lại một ngày để ngủ cho thật đã, bù lại những ngày mất ngủ vừa qua mới được. Alo, Nam xin nghe. Là tôi đây. Vâng, chào giám đốc. Hiện đang có sự kiện tuần lễ thời trang quốc tế diễn ra ở Campuchia. Anh nhanh đến đó đi, ngày mai đã kết thúc sự kiện rồi đó. Vâng, tôi biết rồi. Tưởng đâu được nghỉ, ai dè. Anh đi đâu? Cho tôi ra sân bay, tôi đang có việc rất gấp. Thành phố đang bị ảnh hưởng bởi cơn áp thấp nhiệt đới. Tôi e chuyến bay có thể bị hoãn, sân bay sẽ đóng cửa. Chuyến bay sẽ bị hoãn ư? Chà, nếu chuyến bay bị hoãn, sân bay đóng cửa, hãng hàng không chắc chắn phải bố trí chỗ ở miễn phí. Mình có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon. Chuyến bay bị hoãn do nguyên nhân bất khả kháng, giám đốc không thể trách được mình. Nhà ga sân bay trân trọng thông báo, vì điều kiện thời tiết không thuận lợi, sân bay tạm thời đóng cửa. Xin mời hành khách đến quầy lễ tân nhận chìa khóa phòng, chờ chuyến bay sáng bay. Có thế chứ. Tôi có thể giúp gì được cho anh? Chuyến bay bị hoãn, tôi có thể xin một phòng riêng để nghỉ ngơi không? Dạ, anh vui lòng ở phòng ghép. Phòng riêng chúng tôi chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt. Cô biết không, tôi bị mắc bệnh mộng du. Cứ ngủ là y như rằng nửa đêm lại bật dậy la hét trong vô thức, rồi đi lang thang khắp phòng. Tôi sợ ai ở cùng sẽ bị làm phiền và mất ngủ. Trời, thật vậy sao? Thôi được, để tôi báo cáo sếp về trường hợp của anh. Không có kế này, làm sao có được phòng riêng mà ngủ chứ? Trường hợp của anh đã được đồng ý. Chìa khóa phòng đơn của anh đây. Ồ, tốt quá. Này anh, tôi rất vui mừng và sẵn lòng ở cùng anh. Như thế có thể nhường phòng cho những trường hợp đặc biệt khác. Bác bảo gì cơ ạ? Tôi cũng bị bệnh mộng du, nên lúc ngủ chả biết trời đất gì. Tôi thường để lang thang, la hét, mà lúc dậy cũng chả nhớ gì nữa. May quá, có anh, hai chúng ta cùng lang thang, la hét cũng chả ảnh hưởng tới ai. Thế thì tốt quá. Đây là chìa khóa phòng đôi, xin anh đổi lại giúp. May quá, có anh bạn đồng cảnh ngộ. Trời ạ, đúng là người tính không bằng trời tính mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.